Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới 7 ngày của kênh VTC14. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình và gặp gỡ với khách mời hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 7 ngày vừa qua. Ngày 15 tháng 9, bão nhiệt đới Manuel với sức gió lên đến 110 km/h đã đổ bộ vào vùng duyên hải phía tây Mexico, gây mưa to gió lớn, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán và ít nhất 97 người bị thiệt mạng. Các bang Oaxaca, Guerrero và Chihuahua là các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều đường cao tốc đã bị tê liệt do ngập nước, trong khi các đường dây viễn thông bị gián đoạn do mưa lớn. Cũng trong ngày 15 tháng 9 đã có 5 người được xác nhận thiệt mạng trong khi hàng trăm người vẫn còn mất tích khi tình trạng lũ lụt ở tiểu bang Colorado của Mỹ diễn biến hết sức phức tạp. Mưa lớn liên tục từ suốt đêm 11 tháng 9 đã khiến nước lũ dâng cao kỷ lục tại nhiều khu vực của tiểu bang Colorado. Sáng ngày 16 tháng 9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên chiếc tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân đang được bảo dưỡng tại xưởng đóng tàu ở gần thành phố Vladivostok thuộc vùng viễn đông của Nga. Giới chức Nga cho biết hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm Tomsk đang được sửa chữa ở xưởng đóng tàu Bolshoikamen, cách thành phố Vladivostok khoảng 25 km. May mắn là lò phản ứng của tàu đã ngừng hoạt động từ lâu nên không xảy ra nguy cơ bị rò rỉ phóng xạ. Đám cháy đã được dập tắt và không gây thương vong. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do vi phạm quy định trong quá trình hàn. Ngày 17 tháng 9, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại khu công xưởng thuộc Bộ Chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, chỉ cách trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm xả súng cũng đã bị tiêu diệt ngay sau đó. Đây là vụ xả súng thứ hai xảy ra trong nội bộ quân đội Mỹ trong vòng 4 năm qua, làm dấy lên nhiều lo ngại về tình hình an ninh trong các căn cứ quân sự của nước này. Cũng trong ngày 17, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các binh sĩ nước này đã bắn chết một người đàn ông khi người này đã phớt lờ cảnh báo và bơi qua dòng sông Imjin tại biên giới sang Triều Tiên. Vụ nổ súng kiểu này khá bất thường bởi các nỗ lực vượt biên từ Hàn Quốc sang Triều Tiên thường hiếm khi xảy ra. Đến nay, danh tính của người này chưa được xác định. Tính đến ngày 18 tháng 9, hơn 6.200 người Indonesia đã phải đi sơ tán khỏi nơi ở của mình sau khi núi lửa Sinabung tại miền Tây nước này phun trào cột khói và tro bụi lên cao tới 3 km. Theo hãng thông tấn chính thức Antara của Indonesia, có khoảng 5 người đang phải nằm viện với triệu chứng khó thở sau khi hít phải tro bụi của núi lửa này. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị 2.000 chăn màn, phân phát mặt nạ cho những người sơ tán. Các tình nguyện viên cũng đã cung cấp cho các hộ gia đình đi sơ tán dụng cụ nấu ăn, thực phẩm và thuốc chữa bệnh cho trẻ nhỏ. Tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 19 tháng 9 vừa tuyên bố đã và sẽ không phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Ông Rouhani cũng cho biết, thời gian qua, ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có một số trao đổi thư từ và trong bức thư mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama, từ ngữ và lời lẽ khá tích cực và mang tính xây dựng. Động thái này dù rất nhỏ nhưng sẽ góp phần không nhỏ cho tương lai quan hệ giữa Tehran và Washington. Tuyên bố trên cho thấy, chính quyền mới ở Tehran mong muốn giải quyết những tranh cãi lâu nay thông qua con đường ngoại giao hòa bình. Cùng ngày, cảnh sát Ấn Độ đã khởi tố 5 tội phạm hiếp dâm một nữ phóng viên ảnh 22 tuổi tại Mumbai hồi tháng trước. Một quan chức cảnh sát cấp cao giấu tên cho biết, 4 tội phạm thanh niên đã bị cáo buộc với 5 tội danh, bao gồm cả tội hiếp dâm và phá hủy bằng chứng. Tội phạm còn lại là trẻ vị thanh niên vào thời điểm gây án nên đã buộc tội ở một tòa án vị thanh niên riêng biệt. Vụ việc nghiêm trọng xảy ra hôm 22 tháng 8 khi một nữ phóng viên ảnh đang tác nghiệp cùng với một đồng nghiệp nam tại một nhà máy dệt bị bỏ hoang tại Mumbai. Cũng trong ngày 20 tháng 9, Phái bộ Dân sự của Liên minh châu Âu hoạt động tại tỉnh Ly Khai Kosovo, trực thuộc Cộng hòa Serbia, đã bị một nhóm vũ trang tấn công gây thương vong. Ngay lập tức, phía Liên minh châu Âu Kosovo, Serbia đã lên án vụ tấn công này.
Theo nguồn tin cảnh sát Kosovo, vụ tấn công xảy ra khi hai chiếc ô tô chở 6 thành viên phái bộ đi tới gần thị trấn Zevkan, khiến một người tử vong và 3 người khác bị thương. Cùng ngày, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa dẫn kết quả phân tích các dữ liệu truyền về từ tàu Curiosity cho thấy mật độ khí metan trong khí quyển sao hỏa chỉ vào khoảng 1,3 ppb. Phát hiện này thấp hơn nhiều so với dự đoán đưa ra hồi tháng 3 năm 2003, trong đó nói rằng hành tinh đỏ có thể có khoảng 19.000 tấn khí metan, một loại khí ga được sinh ra từ quá trình sinh học. Phát hiện này cũng đồng nghĩa với việc NASA gần như phải loại bỏ giả thuyết về sự tồn tại sự sống trên sao hỏa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng tầng ozone được ví như là mái nhà bảo vệ trái đất trước những sự xâm nhập và phá hủy của các tia tử ngoại vốn có khả năng gây đục thủy tinh thể, cháy nắng và bệnh ung thư da. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển, con người đã phát minh và sử dụng rất nhiều các loại khí và thải vào bầu khí quyển, và những chất khí này thì đang tác động đến mái nhà của chúng ta. Nhận thức được những hiểm họa mà sự suy giảm tầng ozone gây ra thì cộng đồng quốc tế đã kêu gọi tất cả các nước hạn chế sản xuất và sử dụng các chất mà có thể làm suy giảm tầng ozone, và đồng thời lấy ngày 16 tháng 9 hàng năm là ngày thế giới bảo vệ tầng ozone, nhằm kêu gọi nhằm nêu bật cái vai trò của tầng ozone cũng như là sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế để hạn chế các nguy cơ và hoạt động của con người có thể gây ra đối với trái đất. Năm nay thì chủ đề của ngày kỷ niệm thế giới bảo vệ tầng ozone được Liên Hiệp Quốc lựa chọn là bầu không khí trong lành là tương lai chúng ta mong muốn. Và thông điệp của ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone năm nay thì sẽ được làm rõ hơn trong chương trình Thế giới bề ngày ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Lương Đức Khoa, điều phối viên ozone Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của kênh VTC14. Và trước khi đến với phần trao đổi cùng với ông Lương Đức Khoa thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Là một lớp khí nằm trong tầng bình lưu khí quyển trái đất, tầng ozone tập trung một lượng lớn phân tử ozone. Phân tử khí gồm 3 nguyên tử oxy, nằm ở ngay phía dưới tầng bình lưu và cách khoảng 10 đến 50 km phía trên bề mặt trái đất. Tầng ozone có thể thay đổi độ dày mỏng tùy theo mùa hay vị trí địa lý. Tuy mỏng manh, nhưng tầng ozone có vai trò rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Tia bức xạ UV mà mặt trời tỏa ra chia làm 3 loại, UVA, UVB và UVC. Trong đó, UVC rất có hại cho con người, UVB gây tác hại cho da và có thể gây tổn thương tế bào, dẫn đến ung thư da, đục thủy tinh thể. Nếu không có tầng ozone, dù rất mỏng manh, thì sự sống không thể tồn tại và phát triển. Cường độ bức xạ UVB trên bề mặt trái đất nhờ sự ngăn cản của tầng ozone trở nên yếu hơn tới 350 tỷ lần so với trên tầng khí quyển. Tầng ozone bị suy giảm và có các lỗ hổng, lượng tia UVB đi tới bề mặt trái đất tăng, gây tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, như tỷ lệ ung thư da tăng lên, hệ miễn dịch trong cơ thể con người và động vật bị suy giảm. Một số tia cực tím UVB còn có thể tác động lên thực vật trên cạn, làm giảm hoạt động quang hợp, chậm phát triển và dễ mắc bệnh, thậm chí có thể làm thay đổi cả hệ sinh thái thực vật. Cuối những năm 1970, các nhà khoa học phát hiện lỗ thủng của tầng ozone tại Nam Cực, và cho đến nay, lỗ thủng vẫn đang ngày càng phát triển rộng, với bán kính đo được lên tới 27 triệu km2. Tuy nhiên, đầu năm 2013, những quan sát từ cơ quan vũ trụ châu Âu đã đem lại cho chúng ta một tin mừng. Lỗ thủng tầng ozone đang co lại. Năm 2012, các báo cáo đã cho thấy diện tích của lỗ thủng tầng ozone cũng nhỏ hơn nhiều so với thập kỷ trước. Vâng, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã cung cấp một số cái thông tin hết sức là cơ bản về tầng ozone là gì, nó nằm ở đâu và nó có cái vai trò bảo vệ sự sống của con người như thế nào. Và trong những năm qua thì cái hiện tượng suy giảm tầng ozone mà hiểu một cách đơn giản mà mọi người vẫn nói đấy, một cách rất là dân dã, đó là tầng ozone bị thủng, thì đã được rất là nhiều người quan tâm. Và quốc tế thì đã vào cuộc và tất cả các nước đã chung tay bằng việc ký kết một cái nghị định thư là Montreal để bảo vệ tầng ozone. Thì ông có thể cho biết là trong 26 năm qua chúng ta đã làm được những gì và đến nay thì hiện trạng tầng ozone của chúng ta như thế nào? Qua cái phóng sự chúng ta cũng thấy cái vai trò của tầng ozone, và tầng ozone nó bị suy thoái, đã xuất hiện lỗ thủng ozone ở Nam Cực. Vậy thì thế giới làm gì? Và khi phát hiện ra tầng ozone bị suy thoái thì cả thế giới đã với dưới cái sự điều phối của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc đã đàm phán và ký kết hai cái văn bản pháp lý rất là quan trọng. Đầu tiên đó là công ước viên về bảo vệ tầng ozone, được ký kết năm 1985 tại Viên, thủ đô Áo.
và sau đấy là Nghị định thư Montreal của Công ước ký kết năm 1987 tại Montreal, Canada. Hai cái văn bản pháp lý quan trọng này quy định các cái nghĩa vụ loại trừ các cái chất làm suy giảm tầng ozone cho các nước thành viên. Thì đến nay, toàn bộ thế giới, 197 trên 197 quốc gia đã ký kết, phê chuẩn và thực hiện cái nghị định thư Montreal. Thì tầng ozone bị suy thoái, xuất hiện lỗ thủng tầng ozone đã được phát hiện từ đầu những thập niên 70 của thế kỷ 19. Thì chúng ta được biết là một cái vấn đề môi trường mà một cái thảm họa môi trường mà chúng ta do con người gây ra hoặc thiên nhiên gây ra mất rất nhiều thời gian, và chúng ta đã thấy là 26 năm trôi qua kể từ ngày ký kết và thực hiện cái nghị định thư Montreal tính đến năm 2026 năm, thì công việc của các nước thành viên nghị định thư Montreal mới đi được một nửa, tức là chúng ta đang còn khoảng thời gian khoảng 2 đến 30 năm nữa mới giải quyết xong cái việc loại bỏ các cái chất làm suy giảm tầng ozone. Thì cái quãng đường như thế là đến nay với cái kết quả là chúng ta thế giới đã loại bỏ hoàn toàn các cái chất làm suy giảm tầng ozone nhóm CFC được quy định trong cái nghị định thư Montreal, và còn nhóm chất HCFC là chúng ta đã bắt đầu triển khai loại trừ từ năm 2010 và nó kéo dài đến năm 2040. Và hiệu quả của những cái hoạt động đã thực hiện trong 26 năm qua như thế nào? Thì trước hết là trong vòng 2-3 năm gần đây, lỗ thủng tầng ozone nam cực hầu như là không mở rộng tiếp và có xu thế là co lại. Điểm thứ hai rất quan trọng là cái nồng độ các chất làm suy giảm tầng ozone ở trên bầu khí quyển khu vực nam cực đã bắt đầu giảm đi. Đây là một trong những cái thành quả, nhưng mà cái thành quả này chưa có thể khẳng định là nó bền vững hay không, còn phụ thuộc vào các cái hoạt động của các nước thành viên nghị định thư Montreal. Và chúng ta có thể khẳng định được rằng với cái việc thực hiện nghị định thư như chúng ta đã làm trong 26 năm qua trên toàn thế giới với sự đồng thuận rất cao của tất cả các nước phát triển, các nước đang phát triển, các ngành công nghiệp, thì chúng ta hy vọng là đến phải khoảng nửa thập kỷ nữa thì tầng ozone mới có thể hoàn nguyên ở một cái trạng thái như là trước cái thời kỳ công nghiệp. Vâng, ông cũng có vừa đề cập là chúng ta có hai văn bản quốc tế mang tính chất quốc tế, đó là Công ước Viên và Nghị định thư Montreal. Vâng. Và cũng hiếm có một cái văn bản mang tính chất quốc tế nào mà được nhiều các quốc gia hưởng ứng và ký kết như là cái nghị định thư này. Thì cụ thể hơn, ông có thể giới thiệu là nó có những cái ràng buộc như thế nào? Mục tiêu cái Công ước Viên về bảo vệ tầng ozone thì chỉ là một cái văn bản chung kêu gọi tất cả các nước tham gia nghiên cứu loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone và bảo vệ tầng ozone để bảo vệ cái sự sống trên trái đất, mà cụ thể người ta gọi là bảo vệ mái nhà của trái đất. Tuy nhiên cái Công ước Viên về bảo vệ tầng ozone thì không quy định các cái nghĩa vụ, các cái trách nhiệm nghĩa vụ của các nước thành viên. Thì cái nghị định thư Montreal của Công ước thì quy định rất là cụ thể. Nghị định thư có mục tiêu, nghị định thư Montreal có cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là nguyên tắc phòng ngừa. Chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đấy là chúng ta đi trước một bước để bảo vệ cái tầng ozone, tương tự như trong bảo vệ sức khỏe con người là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đi trước bảo vệ sức khỏe. Điểm thứ hai là trách nhiệm chung nhưng có phân biệt. Tức là các nước phát triển là những nước phát minh và phát minh ra sử dụng nhiều nhất các cái chất làm suy giảm tầng ozone sẽ có trách nhiệm cao hơn. Và trong thực tế thì các nước phát triển đã đi trước so với các nước đang phát triển là khoảng 10 năm, họ loại bỏ sớm các cái chất làm suy giảm tầng ozone. Các nước đang phát triển thì được một cái ân hạn khoảng 10 năm, đi sau các nước đang phát triển trong cái tiến trình loại trừ các cái chất làm suy giảm tầng ozone. Thì mục tiêu duy nhất và bao trùm toàn bộ nghị định thư Montreal là loại trừ việc sản xuất, cả hai lĩnh vực sản xuất và sử dụng các cái chất làm suy giảm tầng ozone. Các nước sản xuất các chất làm suy giảm tầng ozone từng bước sẽ đóng cửa nhà máy, đóng cửa sản xuất các cái chất làm suy giảm tầng ozone. Các nước sử dụng thì sẽ giảm dần cái việc sử dụng các cái chất đấy. Cũng coi như là nghị định thư đặt ra một cái biện pháp là loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone trên cả hai phía là cung và cầu. Như ông vừa nói là mới được một nửa quá trình mà chúng ta thực hiện cái nghị định thư này thì đã loại bỏ hoàn toàn được chất CFC. Vậy này, đến từ năm 2010 chúng ta đã triển khai loại trừ HCFC. Nếu mà cái nghị định thư này được thực thi một cách triệt để và chúng ta loại bỏ được tất cả những cái chất như thế thì tầng ozone có quay trở lại với hiện trạng ban đầu trước khi bị suy thoái không ạ? Chắc chắn là tầng ozone sẽ được khôi phục lại.
Vậy khi mà chúng ta chấm dứt toàn bộ việc phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone vào trong khí quyển sau một thời gian nhất định thì các cái chất đấy sẽ biến khỏi cái bầu khí quyển và không còn cái tác nhân gây hại cho tầng ozone, thì đương nhiên tầng ozone sẽ từng bước là khôi phục lại cái trạng thái ban đầu. Đấy là một cái quá trình tự nhiên mà chúng ta con người đã can thiệp vào. Bây giờ hết cái can thiệp của con người thì cái tầng ozone sẽ hoàn nguyên. Tuy nhiên thì cái sự hồi phục của tầng ozone có hoàn toàn là một điều đáng mừng không ạ? Tôi nghĩ vấn đề môi trường này là vấn đề môi trường toàn cầu, thế giới đã công nhận là đương nhiên là các nước đã đổ rất nhiều công sức, tiền bạc và để mà bảo vệ cái tầng ozone đấy, thì đương nhiên là tầng ozone hoàn nguyên đấy là một cái vấn đề rất là đáng mừng và coi như là một cái vấn đề môi trường toàn cầu đã được giải quyết. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện về sự phục hồi của tầng ozone trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tầng ozone vốn được xem là tấm áo giáp để ngăn các tia bức xạ có hại từ mặt trời để bảo vệ trái đất, bảo vệ sự sống của chúng ta. Tuy nhiên thì trong quá trình phát triển, con người lại khiến tầng ozone bị bào mòn và xuất hiện những lỗ thủng ở tầng ozone tại Nam Cực. Và cái lỗ thủng này hiện nay thì như phóng sự cũng như là phần trao đổi vừa rồi thì đang thu hẹp dần và tầng ozone đang dần dần khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Và việc suy giảm tầng khí quyển sẽ làm thay đổi nhiệt độ ở một số khu vực trên trái đất, dẫn đến hệ sinh thái ở khu vực đó thì cũng thay đổi theo, và đồng thời là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Và phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về nguy cơ này. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng chính lỗ thủng này đã tác động đến việc thay đổi luồng gió và phần mây bao phủ phía trên Nam Cực, mà rất có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu như hiện nay. Các nhà khoa học cho biết, lỗ thủng tầng ozone có thể tác động lên các luồng gió thổi và đẩy các lớp mây dày về phía Nam Cực. Những sự thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến bức xạ mặt trời và khiến trái đất tăng nhiệt độ. Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tính toán chính xác được lượng nhiệt mà trái đất phải nhận thêm khi xuất hiện những lỗ thủng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng tình trạng suy giảm ozone là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu. Trong khoảng một tháng gần đây, bão nhiệt đới cùng tình trạng lũ lụt đang hoành hành dọc châu Mỹ. Trong khi đó, các cơn bão liên tiếp cũng đã làm điêu đứng nhiều quốc gia châu Á. Còn tại châu Âu, đầu mùa hè năm 2013, nước Anh lại được nhìn thấy tuyết rơi. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau đó, châu Âu lại phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục lên tới hơn 40 độ C trong nhiều ngày. Cùng thời điểm đó, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ cũng hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp tới mức người ta có thể dán chín trứng hay quay thịt trên mặt đường nhựa. Trong những năm gần đây, hiện tượng biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó đang ngày một có xu hướng diễn biến tiêu cực và được chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP xếp vào dạng vấn đề an ninh phi truyền thống và xem như là một vấn đề mang tính toàn cầu, không của bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào. Trong đó, nỗ lực tiến đến loại bỏ hoàn toàn các chất gây hại cho tầng ozone cần phải được nhiều quốc gia thực hiện đồng bộ, nhất là các nước phát triển. Vâng, chúng ta nói thêm một chút nữa về cái mối liên hệ giữa tầng ozone và biến đổi khí hậu. Thì trong phần trước chúng ta cũng vừa nói rằng là cái sự phục hồi của tầng ozone là một cái điều đáng mừng. Tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng là cái chính việc hạn chế những cái khí mà có thể gây hại tầng ozone chuyển sang sử dụng những cái loại khí khác thì lại đang góp phần là tác nhân làm gia tăng biến đổi khí hậu. Vậy cái lợi ích mà chúng ta thu được từ việc bảo vệ được tầng ozone và cái tác hại là làm trái đất nóng lên thì cái nào đang lớn hơn ạ? Thực ra để nói rằng cái nào lợi lớn nhiều hay là hại nhiều thì cái đấy đến giờ phút này thế giới cũng không thể xác định được. Tuy nhiên thì để bảo vệ tầng ozone thì người ta loại bỏ các cái chất CFC, HCFC, các cái tác nhân gây suy giảm tầng ozone, nhưng lại chuyển sang sử dụng các cái chất mà ban đầu khi phát minh ra người ta không thể đánh giá hết được rằng chính các cái chất đấy là các cái chất khí nhà kính có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cực cao, cao gấp hàng ngàn đến vài ngàn lần khí carbonic, tức là CO2. Do vậy bây giờ đã khẳng định, khoa học đã khẳng định được rằng là cái lỗ thủng tầng ozone nếu mà nó cứ mở rộng ra dần thì nó sẽ làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu. Ngược lại mà biến đổi khí hậu mà càng ngày càng trầm trọng hơn thì nó sẽ ngăn cản trở cái quá trình hoàn nguyên, khôi phục cái tầng ozone. Hai cái vấn đề này đang được thế giới thảo luận giữa các nước thành viên của các của nghị định thư Montreal và cũng như các nước thành viên của cái công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Như vậy là cả hai bên đều công nhận rằng là giải quyết một vấn đề môi trường toàn cầu này thì lại vô tình làm hại cái vấn đề môi trường, làm hại cái vấn đề làm hại cho cái môi trường toàn cầu khác.
tức là bảo vệ được tầng ozone, thì lại sử dụng những cái chất làm nóng lên, có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao, thì vô tình làm hại cho hệ thống khí hậu. Đến giờ phút này để đánh giá cho nó cụ thể thì chưa có cái đánh giá nào chính thức. Như vậy là tuy là có hại khi chuyển sang cho hệ thống khí hậu, khi chuyển sang sử dụng các chất khác mà không đánh giá hết cái tác động về môi trường của chúng, nhưng mà đồng thời thì nghị định thư Montreal đúng là loại bỏ được một cái lượng khá lớn các cái chất các cái chất mà có cái tiềm năng là nóng lên toàn cầu rất cao. Ít nhất đến thời điểm này chúng ta cũng có được những cái lợi ích, và chúng ta cũng nhận diện được những cái nguy cơ mà việc chuyển đổi này chúng ta đang gây ra, đúng không ạ? Đúng vậy, nguy cơ đã được xác định cách đây đã 5 năm, tức là từ năm 2005 đến 2007 thì các nước thành viên nghị định Montreal đã xác nhận rằng việc chuyển đổi sang sử dụng các cái chất thay thế cho CFC và HCFC đã là chuyển sang sử dụng các cái khí nhà kính, các chất gây làm có tiềm năng nóng lên toàn cầu rất cao. Và như vậy, trong vòng 5 năm qua, các nước thành viên nghị định thư Montreal đang thảo luận để đưa việc loại trừ các cái chất HFC được kiểm soát bởi cái nghị định thư Kyoto của Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Thì là các nước thành viên nghị định thư Montreal đã nhận thấy rằng là mình làm hỏng thì mình phải sửa chữa. Và trong tương lai, các nước thành viên nghị định thư Montreal đang đàm phán và hy vọng trong năm nay và năm sau sẽ có kết quả rằng các chất mà thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ozone nhóm CFC và HCFC sẽ được loại trừ, và tiến trình loại trừ các chất này có thể kéo dài đến gần nửa thế kỷ. Vâng, một quá trình rất là dài. Vai trò của tầng ozone thì chúng ta đã nói từ đầu đến giờ rồi, rất là tốt. Tuy nhiên thì nó có hoàn toàn tốt như thế, như tuyệt đối 100% hay không? Hay ozone có cái tác động gì đến cuộc sống và sức khỏe của con người không ạ? Về ozone, chỉ là một, ta gọi là ozone thì đấy chính là một cái phân tử gồm 3 nguyên tử oxy thôi. Tùy những cái vị trí hình thành và hình thành thì cái ozone đấy lại có những cái ý nghĩa khác nhau. Tất cả các phân tử ozone tập trung ở tầng bình lưu mà gọi là tầng ozone là đấy lại là ozone có ích. Nó ngăn cản tia cực tím để bảo vệ trái đất, bảo vệ sự sống trên đất. Nhưng mà cái ozone mà nó hình thành ở bề mặt trái đất trong cái quá trình bức xạ nhiệt hình thành đấy chính là cái ozone gây ô nhiễm. Mất mừng là các cái ozone gây nguy hiểm cho cuộc sống của con người, gọi là cái chất gây ô nhiễm ở bề mặt đấy, thì nó hình thành rất ít. Và cái ozone bề mặt là chất gây ô nhiễm thì nó thường là có mùi khét và có tác động lên cái hệ hô hấp. Thường thì con người ngửi phải cái ozone bề mặt thì thường là gây tức ngực và khó thở. Vâng, ông vừa nói là những cái ozone mặt đất thì cũng không hoàn toàn là tốt cho chúng ta. Nói đến tầng ozone ở trên cao thì có vẻ nhiều người thì sẽ ít quan tâm hơn, nhưng mà quanh cuộc sống của chúng ta có những cái thứ mà gắn với ozone như là máy ozone chẳng hạn, thì nó có thực sự tốt như là quảng cáo không? Có cần phải lưu ý gì không ạ? Thực ra thì để đánh giá nó tốt hay không, hay là không tốt, hay là tốt đến mức độ nào thì cần có một những cái nghiên cứu và các nhà khoa học đánh giá nó cụ thể. Tuy nhiên tôi nghĩ là nếu với cái khả năng cái khả năng khử trùng của cái phân tử ozone hòa tan trong nước thì tôi nghĩ đó cũng có một cái phần có lợi nào đấy để cho chúng ta làm sạch các cái loại thực phẩm, thức ăn mà chúng ta cần hàng ngày. Đấy. Một phần nào đó chứ cũng không phải là tuyệt đối và như là một cái sự làm sạch thực phẩm và nước một cách thần kỳ như là một số nhà quảng cáo, đúng không ạ? Thường thì tôi nghĩ là người bán hàng bao giờ họ cũng quảng cáo như trên, và ngay chúng tôi cũng xem trên chương trình TV thôi, có những cái loại hàng hóa mà họ quảng cáo nó quá cái tầm tưởng tượng của con người. Chắc là hàng ngày chúng ta gặp không ít những cái quảng cáo như vậy, thì thông thường thì đúng là những cái máy mà gọi là máy ozone để dùng để rửa rau hay là khử trùng làm sạch thực phẩm thì tôi nghĩ nó chỉ có tác dụng, nhưng mà không đến cái mức nào đấy như những cái quảng cáo mà chúng ta biết. Vâng, quý khán giả có thể đã có thêm những cái thông tin hơn về những cái thiết bị sản phẩm chúng ta dùng trong cuộc sống hàng ngày. Quay trở lại với chủ đề về suy giảm tầng ozone thì có hai cái hiện tượng, hai cái khái niệm mà có thể nhiều người cũng chưa thực sự rõ ràng và phân biệt được, đó là sự suy giảm tầng ozone và biến đổi khí hậu. Thì ông làm rõ hơn một chút về bản chất của chúng và cái mối liên hệ. Chúng ta biết là biến đổi khí hậu và cái hậu quả trực tiếp của nó là sự nóng lên toàn cầu. Thứ hai là cái sự suy giảm tầng ozone. Thì đây là hai cái vấn đề môi trường toàn cầu và có cùng một cái nguồn gốc là do con người gây ra. Chúng ta trong quá trình phát triển sản xuất thì thải ra khí quyển quá nhiều cái khí nhà kính, và trong đấy thì có cái nhóm 6 khí nhà kính chính mà được nghị định thư Kyoto kiểm soát, đấy là CO2, khí carbonic, methane là CH4,
oxit nitơ là N2O, các chất HCFC nên gọi là hydrofluorocarbon, các chất PS6, cái số những cái chất này có 6 chất tất cả mà PS6 chất tất cả thì nghị định thư tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi nhớ không cụ thể. Đấy thì 6 chất đây bị kiểm soát loại trừ, nhưng thực tế đến giờ phút này thì đến cái việc giảm phát thải CO2 trong khí quyển như thế nào thì không biết. Không được định lượng nó rõ ràng như là nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone. Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone thì có cái thành quả tính đong cân đếm được từng kilogram các cái chất được loại trừ được. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta các khoảng 500 tấn CFC đã được loại trừ vào từ 1 tháng 1 năm 2000, tức là cái thành quả có thể cân đong đo đếm được rất cụ thể. Thế thì biến đổi khí hậu và suy giảm tầng ozone là hai vấn đề môi trường toàn cầu do con người gây ra và con người phải giải quyết. Thì đến giờ phút này về cái loại bỏ các cái chất làm suy giảm tầng ozone thì được cái sự đồng thuận rất cao và nói chung là kết quả là khả quan, và chúng ta đang từng bước thực hiện và có cái sự nhất trí đồng thuận rất cao. Vấn đề biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính thì nó còn đang ở trên nó vẫn đang ở trên cái đường đàm phán và tìm ra một cái đường đi nó phù hợp. Thì hàng năm thế giới sẽ có công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu sẽ có cái hội nghị thượng đỉnh hàng năm, các nguyên thủ quốc gia để cùng họp bàn thảo luận để tìm ra một cái biện pháp nào đấy để giảm phát thải khí các khí nhà kính và chống lại biến đổi khí hậu, và trực tiếp là làm không để trái đất này nóng lên quá nhiều. Vâng, nếu mà 2 độ thì cái mực nước biển, nhưng mà tất cả tôi nghĩ là đây là cái cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà chúng ta giải quyết được. Do vậy đây là cái vấn đề môi trường thì chúng ta không thể giải quyết ngày 1, ngày 2 được, mà cần một cái sự nỗ lực liên tục và một cái đầu tư mức độ đầu tư là tương đối cao để thực hiện được, để giải quyết được những cái vấn đề môi trường toàn cầu nó lớn như vậy. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì người ta đã dùng chất HFC hay là chất trợ nở hydrofluorocarbon để thay thế cho các chất CFC là chlorocarbon trong quá trình sản xuất tủ lạnh. Tuy nhiên thì theo báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, các chất HFC như ông Lương Đức Khoa cũng đã vừa nói là đang được sử dụng ngày càng nhiều, và 5 năm trở lại đây được phát hiện là một trong những tác nhân gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vì vậy thì cộng đồng quốc tế cũng đã có các quy định và hành động cụ thể để loại bỏ chất HFC, và đến thời điểm này thì mặc dù tuy chưa đạt được nhiều cái kết quả lớn nhưng mà cũng đã có những quốc gia đã có những bước đi cụ thể trong cái quá trình này. Và trong phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kinh nghiệm của một đất nước ở châu Phi. Đây là thiên đường tủ lạnh second hand lớn nhất ở Ghana. Đến đây, bất cứ người nghèo nào ở quốc gia Tây Phi này đều có thể sở hữu một chiếc tủ lạnh phù hợp với túi tiền. Khu chợ tọa lạc ở thủ đô Accra và từng hoạt động rất sôi nổi. Tuy nhiên, thị trường kinh doanh hàng điện lạnh second hand vốn hái ra tiền này lại đang gặp khó khăn khi chính phủ Ghana chính thức ban lệnh cấm nhập khẩu tủ lạnh đã qua sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Lệnh cấm này ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và người thân của chúng tôi. Hiện tôi có thuê 8 người làm, và với lệnh cấm này, cả tôi và 8 người đó đều trở thành thất nghiệp cả. Lệnh cấm nhập khẩu tủ lạnh đã qua sử dụng được Ủy ban Năng lượng Ghana lần đầu tiên thông báo vào năm 2008 và đã gia hạn cho tới đầu năm 2013 để người dân dần thích nghi. Nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm này được Ủy ban Năng lượng giải thích do tủ lạnh second hand có chứa CFC làm tổn hại môi trường và tiêu thụ quá nhiều điện năng. Lệnh cấm tủ lạnh second hand sẽ khuyến khích ngành sản xuất và kinh doanh tủ lạnh mới, từ đó tạo ra nhiều việc làm hơn. Lệnh này sẽ giúp chúng tôi bảo vệ môi trường sống của mình. Hiện Ghana có khoảng 2 triệu tủ lạnh second hand và vẫn còn khá ít người dân đủ điều kiện sở hữu một chiếc tủ lạnh hoàn toàn mới, nên khi lệnh cấm vừa mới được ban hành, nó vấp phải không ít lời phản đối. Hơn thế, lợi nhuận khổng lồ từ loại hình buôn bán này cùng với nhận thức chưa phù hợp của một số lực lượng quản lý biên giới tại một số nơi đã khiến cho tình trạng nhập lậu đồ điện lạnh cũ vào Ghana cũng như nhiều nước đang phát triển, khó có thể chặn đứng trong một sớm một chiều.
Vâng, nói đến những cái thiết bị mà có thể gây tác, mà thải ra khí có thể gây tác động đến tầng ozone thì người ta thường nói đến tủ lạnh. Tủ lạnh có là sản phẩm duy nhất không ạ? Không, tủ khẩu lạnh không phải là sản phẩm duy nhất. Các cái chất làm suy giảm tầng ozone được sử dụng rất là rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ là trong sản xuất tủ lạnh, trong sản xuất điều hòa không khí này, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ sửa chữa trong quá trình sử dụng này, sản xuất xốp này, trong y tế, trong sản phẩm mỹ phẩm, rất nhiều các lĩnh vực. Và các chất này phải nói chính xác rằng các nước phát triển đã phát minh ra những cái chất này về mặt sử dụng cho các lĩnh vực sản xuất dịch vụ là những cái chất rất hoàn hảo. Vâng. Ngoài cái sự tác hại của nó là phá hủy tầng ozone hoặc là làm nóng lên toàn cầu thì đó là những hóa chất rất là hoàn hảo. Nó vừa an toàn cho nó an toàn cho con người, không gây cháy nổ và hiệu suất năng lượng của nó rất là cao. Ví dụ như các cái tủ lạnh, cái tủ lạnh ngày xưa cũ dùng cái các chất CFC thì nó có hiệu suất năng lượng rất tốt. Rồi các cái chất cái điều hòa không khí hiện giờ dùng cái HCFC-M2 cũng là những cái điều hòa chạy rất ổn định và rất tốt. Tuy nhiên với các cái chất CFC và HCFC phá hủy tầng ozone như thế phải loại trừ, thì cái quá trình loại trừ theo nghị định thư Montreal ban đầu là các nước được khuyến khích chuyển đổi từ sử dụng CFC sang sử dụng HCFC, và một bước nối tiếp nữa là sẽ chuyển sang sử dụng HFC. Vâng. Nhưng mà trong cách đây 5-7 năm thì đã phát hiện ra rằng đấy là các cái chất làm nóng lên toàn cầu, và lại một bước nữa là đang tìm cách để thay thế HCFC. Như vậy thì đến giờ phút này chúng ta cũng không có một cái chất nào gọi là hoàn hảo để thay thế cho tất cả các cái chất ở trên. Bắt buộc các nước phải từng bước nghiên cứu và áp dụng. Cụ thể là trong lĩnh vực tủ lạnh thì hiện giờ HFC-134A là cái chất thông dụng nhất. Thì tương lai có thể dùng đến hydrocarbon, nhưng hiện giờ đang ở cái dạng thí nghiệm, chưa có sản xuất hàng loạt. Do vậy trong vòng 5-10 năm tới thì chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sử dụng các cái tủ lạnh mà dùng HFC-134A. Tuy nhiên có một điều rất là quan trọng, nếu mà cái ga lạnh trong các cái tủ lạnh đấy cứ nguyên si như thế, tủ lạnh cứ hoạt động và không bị hỏng hóc xì ga ra ngoài, thì chúng ta chính là cái việc đấy cũng là góp một phần cái bảo vệ cái môi trường rồi. Nếu mà chúng ta có cái chế độ sửa chữa bảo dưỡng nó phù hợp, không để rò rỉ ga ra ngoài môi trường, thì đấy là một cái đóng góp gọi là mà chúng ta có thể làm được cho cái việc giảm phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone, các chất gây hiệu ứng nhà kính vào trong khí quyển. Vâng, như vậy những cái thiết bị điện lạnh, chúng ta gọi là thiết bị điện lạnh đi ạ. Vâng. Chuyển từ sử dụng các chất CFC sang HFC như hiện tại thì nó thân thiện với lại tầng ozone, nhưng mà cũng không phải là sản phẩm thân thiện với môi trường. Đúng cho vậy, đúng vậy. Tức là khi các nước tham gia nghị định thư Montreal loại trừ CFC, HCFC thì được khuyến khích chuyển sang dùng HFC. Thì các chất CFC và HCFC là các chất làm suy giảm tầng ozone, phá hủy ozone. Các chất HFC thì không phá hủy tầng ozone, nhưng mà tất cả các chất CFC, HCFC hay là HFC đều là những cái khí nhà kính có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cực cao. Ví dụ CFC-12 là có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu trên 10.000 so với CO2, còn cái HCFC-22 là cái ga trong điều hòa không khí mà chúng ta dùng thì có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao gấp 1.700 lần CO2. Và cái HFC-134A hiện giờ chúng ta đang sử dụng trong cái tủ lạnh, tủ đông đời mới thì có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao gấp 1.400 lần CO2, tức là phát thải 1 tấn ga HFC-134A sử dụng tủ lạnh chẳng hạn, thì chúng ta tương đương với việc chúng ta phát thải ra khí quyển khoảng 1.400 tấn CO2. Trong quá trình sử dụng bình thường các thiết bị điện lạnh như thế này thì nó có tác động đến cái sự làm nóng lên trái đất, hay là khi mà các thiết bị đấy hư hỏng thì nó có tác động ạ? Khi thiết bị hoạt động và không có rò rỉ các cái ga lạnh đấy ra không khí thì là không có ảnh hưởng gì đến môi trường. Môi trường chỉ bị ảnh hưởng khi tất cả những cái ga lạnh, các cái chất làm suy giảm tầng ozone hay là các chất làm nóng lên toàn cầu vì phát thải ra khí quyển. Vâng, trong cái việc mà tìm ra những cái chất có thể thay thế được hoàn toàn những cái chất như là CFC chẳng hạn, thì chúng ta đã tìm được ra những cái loại chất như thế nào, và cái việc ứng dụng hiện nay ở trên trong quá trình sản xuất thì đã nhiều chưa, và cái giá thành sản phẩm của những cái sản phẩm sử dụng những cái khí đấy thì nó tăng lên nhiều không ạ? Chúng ta đã thế giới, thực ra chủ yếu là các nước phát triển, họ nghiên cứu và phát minh ra các chất mới thay thế.
và trong cái quá trình phát minh và sử dụng thì họ sẽ tiến hành đánh giá cái tác động môi trường của các cái chất đấy. Tuy nhiên không thể một ngày, hai ngày mà có thể đánh giá được cái tác động môi trường đấy, mất cần một thời gian rất dài. Chính vì vậy mà các cái chất HFC được phát minh và sử dụng, bắt đầu sử dụng từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 19 thì đến mấy năm gần đây mới đánh giá được cái tiềm năng làm nóng lên toàn cầu của các cái chất đấy. À, như tôi đã nói, tức là hiện giờ thế giới không có một cái chất nào hoàn hảo và an toàn về mọi mặt cho con người và môi trường. Từng bước thế giới sẽ nghiên cứu, cho nên cái quá trình loại bỏ các chất đấy cũng phải cần một cái thời gian nó quá dài như thế để tìm kiếm những cái chất thay thế. Hiện giờ chúng ta đã tìm được những cái chất thay thế về mặt kỹ thuật thì là tốt, về mặt môi trường là cũng là chấp nhận được. Tuy nhiên nó lại không an toàn cho con người. Đấy là những cái chất hydrocarbon nó gây cháy nổ. Vâng, như vậy là cũng như ông vừa khẳng định, chúng ta cũng chưa có một cái giải pháp an toàn một cách tuyệt đối nào. Đúng vậy. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục phần trao đổi trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9 hàng năm thì là ngày ozone thế giới, ngày thế giới bảo vệ tầng ozone. Thì trong ngày này thì toàn thế giới nhắc lại tầm quan trọng của ozone, tác động của con người đối với sự suy thoái của tầng ozone. Và trong phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại về những cái lộ trình cũng như là những kết quả đã đạt được mà Việt Nam chúng ta đã thực hiện trong thời gian vừa qua trong việc bảo vệ tầng ozone. Mặc dù tháng 1 năm 1994 mới tham gia Nghị định thư Montreal, nhưng đến tháng 1 năm 2010, không còn doanh nghiệp nào tại Việt Nam sử dụng CFC trong sản xuất mỹ phẩm. Lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí cũng đạt được những kết quả khả quan, với việc giảm trung bình mỗi năm 3,6 tấn CFC 11 trong ngành dệt may, 5,8 tấn CFC 12 trong sử dụng điều hòa không khí ô tô và 40 tấn CFC trong các thiết bị làm lạnh thương mại và gia dụng. Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn lượng tiêu thụ hàng năm các chất làm suy giảm tầng ozone với khoảng 500 tấn CFC và 3,8 tấn hà lồng. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2010, Việt Nam đã chấm dứt nhập khẩu và sử dụng các chất CFC, hà lồng, CTC theo đúng các cam kết quốc tế trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal. Một lượng đáng kể thuốc bảo vệ thực vật methyl bromide cũng đang được loại trừ từ nay đến năm 2015. Với những thành tích này, Việt Nam đã được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc công nhận những đóng góp tích cực trong việc thực hiện Công ước và Nghị định thư Montreal. Cùng lúc đó, để đảm bảo tuân thủ hạn định loại trừ các chất HCFC theo Nghị định thư Montreal với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây dựng dự án Kế hoạch Quốc gia quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam trước năm 2030. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng và Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, nếu nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về tài chính và công nghệ từ các tổ chức quốc tế, thì Việt Nam có thể hoàn thành loại trừ các chất HCFC vào năm 2025. Song song với việc loại trừ lượng tiêu thụ hàng năm các chất làm suy giảm tầng ozone, Việt Nam đã và đang chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Vâng, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta được biết là Việt Nam hiện nay đang ở trong giai đoạn 1 của việc thực hiện kế hoạch quốc gia về quản lý và loại trừ các chất HCFC ở Việt Nam. Ông có thể nói rõ hơn một chút về những cái lộ trình cũng như là cái mục tiêu cụ thể mà kế hoạch này đặt ra. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2010 thì Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đã loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các cái chất CFC và bắt đầu thực hiện các cái hoạt động loại trừ các chất HCFC. Thì Việt Nam với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal đã xây dựng và được cấp kinh phí cho việc thực hiện cái kế hoạch quản lý loại trừ các cái chất HCFC ở Việt Nam. Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC ở Việt Nam đặt ra cái mục tiêu là loại trừ dần các cái chất HCFC ở Việt Nam theo một cái lộ trình nhất định. Và chúng ta đã có hai cái cam kết rất quan trọng. Một là kinh phí đầu tư từ Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal. Hai là nhà nước đã ban hành các cái quy định, trong đấy cụ thể nhất là quy định về hạn ngạch nhập khẩu các cái chất HCFC cho giai đoạn từ nay đến năm 2019. Thì trước mắt trong vòng 2 năm tới là hết năm 2014, chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hơn 500 tấn HCFC 141B sử dụng trong sản xuất xốp cách nhiệt. Kết hợp với các doanh nghiệp loại bỏ luôn cái việc sử dụng hơn 8.000 tấn cái polyol trộn sẵn HCFC 14B trong sản xuất xốp. Đây là cái giai đoạn đầu tiên, và cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta hỗ trợ tài chính
cho các cái doanh nghiệp sử dụng chất HCFC 1,4-B trong lĩnh vực sản xuất xốp để chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi hoàn toàn công nghệ sang sử dụng cyclopentane, tức là cái dòng chất pentane. Pentane thì chúng ta ai cũng biết rồi, hắn là khí đồng hành của khai thác dầu mỏ. Thì chúng ta sẽ kết thúc được một giai đoạn. Sau đấy là chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các cái doanh nghiệp sử dụng các cái chất HCFC-2 trong lĩnh vực điều hòa không khí để giảm bớt cái mức độ sử dụng cho cái lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng. Giai đoạn tiếp theo từ năm 2017 thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái kế hoạch giai đoạn 2 cho việc loại bỏ hoàn toàn cái sử dụng ga RM2, các chất HCFC-2 trong cái lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí trong nước. Và tiếp đến là chúng ta sẽ giải quyết cái loại bỏ hoàn toàn cái polyol trộn sắn 1,4-1-B trong lĩnh vực sản xuất xốp ở Việt Nam. Như vậy trong vòng 10 năm tới là chúng ta sẽ bỏ được cái khoảng hơn 500 tấn chất HCFC 1,4-B nguyên chất và giảm khoảng 10% cái lượng tiêu thụ các chất HCFC. Đấy là chúng ta đặt ra mục đích. Và cái mục đích này cũng phù hợp với cái lộ trình loại trừ các cái chất HCFC mà nghị định thư quy định cho các nước đang phát triển. Với việc loại trừ những cái chất khí đó thì với những cái sản phẩm mà chúng ta đang dùng hiện tại đấy ạ, ví dụ là điều hòa, máy lạnh, các sản phẩm gia dụng tại nhà thì có bị thu hồi hay có bị... Không, chúng ta sẽ lần lượt, đầu tiên là sẽ loại bỏ các cái chất này trong lĩnh vực sản xuất. Tức là đến một cái lúc nào đấy, các nhà máy sản xuất... Không có sản phẩm mới nữa. Đúng vậy, và các sản phẩm cũ chúng ta vẫn cứ tiếp tục được sử dụng vì chúng ta được phép sử dụng các cái chất HCFC cho lĩnh vực dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng đến năm 2040. Cho nên những ai đã mua các cái thiết bị dùng HCFC rồi thì cứ yên tâm sử dụng cho đến lúc hết tuổi thọ. Tuy nhiên, một cái điều khuyên mà chúng tôi rất mong muốn và cũng là rất mong muốn rằng là các cái thiết bị đấy, điều hòa không khí, tủ lạnh nên được bảo dưỡng định kỳ và đúng cách để làm sao không bị thất thoát ga lạnh ra ngoài. Vì nó sẽ có hai cái lợi. Một là người sử dụng sẽ không mất thêm tiền để sửa chữa vì cái giá sửa chữa và nạp thêm ga mới cũng không rẻ chút nào. Thứ hai là sẽ tiết kiệm được môi trường, sẽ được có lợi ích. Tuy nhiên trong cái quá trình sửa chữa bảo dưỡng thì người tiêu dùng nên mời hoặc là chọn những cái đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoặc là những cá nhân làm cái dịch vụ kỹ thuật đấy có cái tay nghề rất cao để họ làm sao họ lắp đặt, họ sửa chữa mà không gây rò rỉ các ga lạnh ra bên ngoài. Vâng, một câu hỏi rất là ngắn nữa, đó là trong lĩnh vực sản xuất thì các doanh nghiệp khi mà tham gia cái lộ trình cắt giảm những cái lượng khí HCFC này thì họ sẽ có những cái lợi ích và được hỗ trợ như thế nào? Tất cả các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sẽ được hỗ trợ tài chính và cái mức hỗ trợ tài chính có thể đạt đến 85-90%. Thì trong cái giai đoạn chúng tôi đang thực hiện, cái giai đoạn 1 là cái giai đoạn loại bỏ HCFC 1,4-B trong lĩnh vực sản xuất xốp thì có 12 doanh nghiệp sản xuất xốp ở Việt Nam sử dụng HCFC 1,4-1-B nguyên chất và cái tổng tiền tài trợ cho cái 12 doanh nghiệp này là khoảng gần 9 triệu đô la, chính xác là khoảng 8,7 triệu đô la. 8,7 triệu đô la Mỹ cho 12 doanh nghiệp, tức là tính là trung bình một doanh nghiệp đã nhận khoảng, tùy doanh nghiệp lớn nhỏ thì trung bình thì mỗi một doanh nghiệp gần 1 triệu đô la để chuyển đổi hoàn toàn công nghệ. Công nghệ cũ sẽ bị tiêu hủy, tức là sau khi chuyển đổi công nghệ xong tất cả thiết bị cũ phải đem tiêu hủy hết và không có thể tái sử dụng lại nữa. Thế trong tương lai khi loại bỏ cái ga lạnh R22 trong cái điều hòa không khí thì cũng vậy. Các doanh nghiệp sản xuất điều hòa không khí ở trong nước, chỉ trong nước chỉ có khoảng 4 doanh nghiệp thôi sản xuất với cái khối lượng sản phẩm rất là bé, cũng sẽ có nhận được cái sự tài trợ. Và tất nhiên để thực hiện được cái công việc này, chúng tôi cũng cần có cái sự cộng tác tích cực của các cái doanh nghiệp mà sản xuất các thiết bị mà sử dụng các cái chất HCFC. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ tầng ozone tưởng chừng là câu chuyện mang tầm quốc tế, mang tầm thế giới, nhưng trên thực tế lại chính là câu chuyện bảo vệ lợi ích, bảo vệ cuộc sống, bảo vệ sức khỏe của mỗi chúng ta. Và cái việc làm ấy thì có thể bắt nguồn từ những hành động hết sức là nhỏ bé của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình. Như ông Lương Đức Khoa vừa có chia sẻ, đó là chúng ta có thể bảo dưỡng hay là sử dụng các thiết bị điện lạnh trong gia đình một cách hợp lý, và chúng ta hãy bắt đầu bằng những thói quen nhỏ nhất như thế để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trên hành tinh này. Và đến đây thì chương trình Thế giới 7 ngày của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lương Đức Khoa đã tham gia chương trình của kênh VTC14. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.